Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 14 tháng 5, trước hết, chúng tôi xin tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Fatima. Và trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Ai là vị thánh trẻ nhất trong lịch sử giáo hội? Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Châu tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Fatima. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi đi vào bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Bảy hôm qua 13 tháng 5, kính mời quý vị nhìn lại vài nét nổi bật trong những hoạt động của ngày chiều thứ Sáu vừa qua. Trên chuyến bay dài hơn 3 tiếng đồng hồ từ lúc 2 giờ 20 phút chiều từ Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm 69 ký giả cùng đi với Ngài và tóm tắt chủ đích chuyến đi của Ngài lần này. Đây là một cuộc lữ hành cầu nguyện, một cuộc gặp gỡ với Chúa và với Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Rồi Ngài lần lượt bắt tay từng ký giả đồng hành. Khi đến phi trường căn cứ không quân Monterrey của Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa tiếp đón tặng chân thang máy bay và hai vị hội kiến trong 10 phút trước khi Ngài đến viếng nhà nguyện của căn cứ. Cuộc tiếp đón đơn sơ nhưng rất nồng nhiệt. Dọc đường, Ngài không quên ôm hôn và chúc lành cho mấy em bé, cũng như thăm hỏi những người bệnh, thân nhân của các binh sĩ. Trước khi rời nhà nguyện, Đức Thánh Cha đã ghi vào sổ vàng lưu niệm của căn cứ hàng chữ: "Tôi phó thác nhân viên của căn cứ không quân và thân nhân họ cho Đức Mẹ Fatima, cầu xin Mẹ canh giữ cho họ được an toàn và bảo vệ họ như những người trung thành phục vụ công ích và hòa bình." Trong khi đó, quảng trường Fatima đã đông chật. Hàng trăm ngàn tín hữu đã có mặt tại đây cầu nguyện, ca hát chờ đợi Đức Thánh Cha. Ngài đến đây sau 20 phút bay trực thăng từ căn cứ không quân và đi xe mui trần đến thẳng nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Ngài đặt bó hoa dưới chân tượng Đức Mẹ. Những tiếng reo hò vui mừng của các tín hữu im bặt khi Đức Thánh Cha im lặng cầu nguyện 10 phút trước tượng ảnh Đức Mẹ Fatima, rồi Ngài bắt đầu kinh nguyện phó thác bản thân, các tín hữu, giáo hội và toàn thế giới cho sự phù hộ của Mẹ Thiên Chúa. Salve Regina, benaventurata Virgen de Fatima, Signora do Corazón Immaculato, qual refugio e cammino che conduce a te Deo. Tiếp nối truyền thống của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha dâng kính Đức Mẹ một bình nhỏ bằng bạc, trên đó có hoa hồng bằng vàng, đặt dưới chân tượng. Đức Thánh Cha trở lại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra lúc 9 giờ rưỡi tối để chủ sự buổi làm phép nến và đọc kinh mân côi với hơn 300.000 tín hữu hiện diện, tay cầm nến sáng lung linh. Trong lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha cho biết Ngài mang tất cả các tín hữu trong tim, nhất là những người túng quẫn nhất. Và nhân dịp này, Ngài cũng muốn đánh tan những quan niệm không phù hợp với tinh thần tin mừng về Đức Mẹ. Ngài nói, chúng ta chọn Đức Mẹ nào? Đức Trinh Nữ Maria của tin mừng được giáo hội cầu nguyện tôn kính, hay là một Maria do sự nhạy cảm chủ quan phác họa ra,
coi là người ngăn chặn cánh tay công lý của Thiên Chúa sẵn sàng trừng phạt. Coi mẹ Maria tốt lành hơn Chúa Kitô bị coi như một thẩm phán không xót thương. Coi mẹ Maria có lòng thương xót hơn con chiên bị sát tế vì chúng ta. Người ta phạm một điều bất công lớn, xúc phạm đến Thiên Chúa và ơn thánh của người, khi quả quyết trước tiên rằng tội lỗi bị án lệnh của Chúa trừng phạt mà không nêu rõ như tin mừng dạy. Các tội lỗi ấy đã được lòng thương xót của Chúa tha thứ. Chúng ta phải đặt lòng thương xót lên trên sự phán xét, và dầu sao đi nữa, sự phán xét của Thiên Chúa luôn được thực hiện dưới ánh sáng lòng thương xót của người, vì Chúa Giê-xu đã gánh lấy những hậu quả tội lỗi của chúng ta cùng với hình phạt đi kèm. Chúa không phủ nhận tội, nhưng Ngài đã trả giá cho chúng ta trên thánh giá. Sau kinh bần cồi, Đức Thánh Cha đã rời quảng trường trở về nhà trọ Đức Mẹ Camelo. Ngài ngồi cạnh tài xế chứ không đứng chào mọi người, có lẽ vì không muốn các tín hữu chia chí trong bầu không khí cầu nguyện chung bấy giờ. Bầu không khí trong đó diễn ra thánh lễ liền sau đó do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cử hành. Trời có gió lạnh và mưa nhẹ. Nhiều tín hữu ở lại khu vực đền thánh để qua đêm vì nhà trọ của họ ở quá xa, hàng trăm cây số. Thứ Bảy hôm qua, 13 tháng 5, là ngày chính của Đức Thánh Cha trong cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Fatima, với cao điểm là thánh lễ trọng thể, tôn phong lên bậc hiển thánh hai chân Phước Thiếu Nhi đã được Đức Mẹ hiện ra cách đây đúng 100 năm, Francisco và Jacinta Matto. Trước đó, lúc 9 giờ 10, tại nhà Đức Mẹ Carmelo, nơi Ngài qua đêm, Đức Thánh Cha đã tiếp và hội kiến với Thủ tướng Bồ, ông Antonio Luis Santos da Costa. Ông năm nay 56 tuổi, hành nghề chuyên gia luật, trước khi dấn thân trong lĩnh vực chính trị. Ông lần lượt làm Bộ trưởng về Quốc hội vụ, Tư pháp, rồi làm nghị sĩ Nghị viện Âu Châu, Thứ trưởng Nội vụ, Đô trưởng Lisbon. Sau cùng, từ tháng 11 năm 2015, ông giữ chức vụ Thủ tướng Bồ Đào Nha. Cuộc hội kiến vắn tắt chỉ kéo dài 10 phút, rồi Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Măng Côi, cách đó 200 mét, để viếng mộ hai chân Phước Francisco và Jacinta. Trước khi bắt đầu thánh lễ lúc 10 giờ, giờ địa phương, nhân lễ trọng kính Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm 100 năm cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Quảng trường trước đền Đức Mẹ là một biển người, trong đó có Tổng thống Marcello Rebelo de Sousa của Bồ Đào Nha, Tổng thống Paraguay, ông Horacio Cartes, và Tổng thống nước Sao Tome và Príncipe bên Phi Châu, ông Evaristo do Espirito Cavallo, Thủ tướng Antonio Costa và hơn 11 bộ trưởng của Bồ. Đặc biệt, trong số các tín hữu hiện diện, có bé Lucas, 10 tuổi, và cha mẹ em, người Brazil. Cách đây 4 năm, em đã được phép lạ khỏi bệnh nhờ lời chuyển cầu của hai chân Phước, khi em bị ngã từ cửa sổ xuống đất, bị chấn thương và hôn mê trong tình cảnh tuyệt vọng. Lễ đài được thiết lập trên thềm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Măng Côi, và trên mặt tiền đền thờ có treo hai bức hình chính của hai vị chân Phước được phong thánh. Bên trái bàn thờ là tượng Đức Mẹ Fatima. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 8 hồng y, hơn 135 giám mục và 2.000 linh mục. Trong số có Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc của giáo phận Sài Gòn và một số linh mục và tín hữu người Việt. Mở đầu thánh lễ sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha là nghi thức phong thánh, bắt đầu với bài ca cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Đức giám mục giáo phận Leiria Fatima, Antonio Augusto dos Santos Marto, xin Đức Thánh Cha tôn phong hai chân Phước anh em Francisco và Jacinta lên bậc hiển thánh, và tiếp đó một linh mục đã đọc tiểu sử tóm lược của hai vị chân Phước.
Francisco Marto, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, và Jacinta, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1910. Hai em nhận được nền giáo dục Kitô đơn sơ nhưng vững chắc. Hai thiếu nhi cùng với chị họ Lucia đã được Đức Mẹ hiện ra lần đầu ngày 13 tháng 5 năm 1917, trong lúc chăn đoàn vật trên đồi Cova d'Iria. Tháng 10 năm 1918, tức là một năm sau khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng ngày 13 tháng 10 1917, Francisco lâm bệnh và đã chịu đựng cơn bệnh một cách bình thản. Các bác sĩ chẩn bệnh và thấy rằng cậu bé bị sốt Tây Ban Nha. Hôm trước ngày qua đời, Francisco nói với chị Lucia, "Chị à, em bệnh nặng lắm rồi và sắp qua đi." Bấy giờ chị Lucia nói, "Vậy em hãy nhớ kỹ, đừng quên cầu nguyện nhiều cho kẻ có tội, cho Đức Thánh Cha, cho chị và cho Jacinta nữa." "Đồng ý, em sẽ cầu nguyện. Nhưng những chuyện đó chị hãy xin Jacinta thì tốt hơn, vì em sợ là sẽ quên khi em thấy Chúa. Với lại, trước hết em muốn an ủi Ngài." Francisco qua đời tối ngày 4 tháng 4 năm 1919. Jacinta rất đau khổ vì cái chết của anh và chẳng bao lâu sau cũng theo chân anh. Bệnh sốt Tây Ban Nha biến chứng thành xương màng phổi có mủ và cô bé được đưa vào nhà thương. Và khi Jacinta qua đời một mình ở nhà thương tại thủ đô Lisbon tháng Giêng năm 1920 và qua đời trong đêm 20 tháng 2 sau đó lúc mới được 9 tuổi. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hát kinh cầu các thánh xin ân phù trợ của các ngài trước khi tiến hành công việc trọng đại là việc tuyên thánh. Kế đến, Đức Thánh Cha đã đọc công thức lấy quyển tông đồ và tuyên bố là thánh và truyền ghi tên hai vị chân phước Francisco và Jacinta Marto vào sổ bộ các thánh của giáo hội và tôn kính các vị theo các quy luật của giáo hội vào ngày 20 tháng 2 hàng năm. Cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay và hát mừng hai vị thánh mới của giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý tưởng mẹ Maria bảo vệ các tín hữu trong áo choàng ánh sáng của mẹ, ánh sáng xuất phát từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói: Apareceu no céu una mulher revestida de sol, a testa ovidente de Patmos no Apocalipse, anotando ainda que ela estava para ser mãe. Một phụ nữ mặc mặt trời xuất hiện trên trời. Thánh Gioan, người được thị kiến ở đảo Patmos trong sách Khải Huyền, làm chứng điều đó và quan sát thấy phụ nữ ấy sắp sinh con. Rồi trong phúc âm, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với môn đệ: "Này là mẹ con, chúng ta có một người mẹ, một bà rất đẹp, như ba mục đồng Fatima bình luận trên đường về nhà trong ngày hồng phúc ấy 13 tháng 5 cách đây 100 năm. Và ban tối hôm ấy, Jacinta không cầm giữ được và đã tỏ lộ bí mật với mẹ. Hôm nay con đã thấy Đức Mẹ. Các mục đồng đã thấy mẹ của trời cao, theo hướng nhìn của mắt các em, đôi mắt của nhiều người cũng nhìn theo, nhưng những người này không thấy điều các em đã thấy. Đức Trinh Nữ Maria không đến để chúng ta thấy mẹ, để làm điều ấy, chúng ta sẽ có cả thời gian vĩnh cửu nếu chúng ta lên trời. Nhưng Đức Mẹ, khi báo trước và cảnh giác chúng ta về nguy cơ hỏa ngục mà một cuộc sống không có Thiên Chúa và xúc phạm đến Chúa nơi các thụ tạo dẫn tới, Mẹ đến để nhắc nhở chúng ta về ánh sáng của Thiên Chúa ở trong chúng ta và bao phủ chúng ta. Vì như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, người con bị đưa về cùng Thiên Chúa. Và theo lời chị Lucia, ba trẻ em được đặc ân trong ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏ từ Đức Mẹ. Mẹ bao phủ các em trong áo choàng ánh sáng mà Thiên Chúa ban cho mẹ. Theo tin tưởng và cảm thức của nhiều tín hữu hành hương, nếu không phải là tất cả, Fatima trước tiên là áo choàng ánh sáng ấy bao phủ chúng ta. Ở đây cũng như bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi chúng ta tìm đến nương náu dưới sự bảo vệ của Đức Mẹ để cầu xin, như kinh lại nữ vương, dạy chúng ta, xin tỏ Chúa Giêsu cho chúng con. Đức Thánh Cha nói tiếp, các tín hữu hành hương rất thân mến, chúng ta có một người mẹ. Khi bám chặt vào mẹ, chúng ta sống trong niềm hy vọng dựa vào Chúa Giêsu, vì như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ hai, những người nhận được dồi dào ân thánh và hồng ân công chính
sẽ hiện trị trong cuộc sống nhờ một mình Chúa Giêsu Kitô. Roma đoạn 5 câu 17. Khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài mang đến cạnh Chúa Cha nhân loại, nhân tính của chúng ta. Nhân tính mà Ngài đã đón nhận trong cung lòng Đức Trinh Nữ là mẹ, và không bao giờ Ngài bỏ rơi. Như một cái neo, chúng ta gắn chặt niềm hy vọng của chúng ta nơi nhân tính được cài trên trời, ở bên hữu Chúa Cha. Ước gì niềm hy vọng này là đòn bẩy cho cuộc sống của tất cả chúng ta, một niềm hy vọng luôn nâng đỡ chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Con esa esperanza, nos congregamos aquí para agradecer as bênçãos sem conta que o Senhor concedeu nestes 100 anos passados sob o referido manto da luz. Với niềm hy vọng ấy, chúng ta họp nhau nơi đây để cảm tạ Chúa vì vô số phúc lành mà trời cao đã ban cho chúng ta trong 100 năm qua dưới áo choàng ánh sáng mà Đức Mẹ từ Bồ Đào Nha giàu hy vọng này đã trải dài trên tứ phương của trái đất. Chẳng hạn chúng ta đang có trước mắt Thánh Francisco Marto và Thánh Nữ Jacinta mà Đức Mẹ đã dẫn đưa vào vùng biển mênh mông ánh sáng của Thiên Chúa, dẫn đưa các thánh ấy đến thờ lạy Chúa. Từ đó các thánh ấy được sức mạnh để vượt thắng nghịch cảnh và đau khổ. Sự hiện diện của Chúa trở nên liên tục trong đời sống hai thánh nhân như được biểu lộ rõ ràng trong sự kiên trì cầu nguyện cho kẻ có tội và trong ước muốn liên lỉ ở gần Chúa Giêsu ẩn náu trong nhà tạm. Trong hồi ký, chị Lucia dành lời cho Jacinta vừa mới được một thị kiến. Con không thấy bao nhiêu con đường, những con lộ và những cánh đồng đầy người đang đau khổ vì đói và không có gì để ăn sao. Và Đức Thánh Cha trong một nhà thờ trước trái tim vẹn sạch của mẹ Maria đang cầu nguyện sao? Và bao nhiêu người cầu nguyện với người sao? Cảm ơn anh chị em đã đồng hành với tôi. Tôi không thể không đến đây để tôn kính Đức Mẹ và phó thác cho mẹ những con cái của người dưới áo choàng của mẹ. Ta không bị lạc mất. Từ vòng tay của mẹ sẽ nảy sinh hy vọng và an bình mà họ đang cần. Và tôi cầu khẩn điều ấy cho tất cả các anh chị em của tôi trong bí tích rửa tội và trong nhân tính, đặc biệt các bệnh nhân và những người khuyết tật, các tù nhân và những người thất nghiệp, người nghèo và người bị bỏ rơi. Anh chị em thân mến, trong niềm hy vọng, chúng ta hãy cầu xin để mọi người lắng nghe chúng ta và chúng ta hãy ngỏ lời với con người với nhiều tín thác Thiên Chúa sẽ cứu giúp chúng ta. Thực vậy, Chúa đã tạo dựng chúng ta như một niềm hy vọng cho tha nhân, một niềm hy vọng thực sự và có thể thực hiện được theo bậc sống của mỗi người. Khi yêu cầu và đòi hỏi mỗi người chúng ta chu toàn các nghĩa vụ của bậc sống mình, Chúa khích lệ chúng ta chống lại sự dửng dưng. Sự dửng dưng làm cho con tim của chúng ta trở nên giá lạnh và gia tăng sự thiển cận của chúng ta. Chúng ta không muốn là một niềm hy vọng bị hỏng mất. Cuộc sống chỉ có thể sống còn nhờ lòng quảng đại của một sự sống khác. Nếu hạt lúa rơi xuống đất không chết đi thì nó vẫn trơ trụi một mình, nhưng nếu chết đi nó sẽ sinh nhiều hoa trái. Chúa đã nói và đã làm điều đó. Ngài luôn đi trước chúng ta. Khi chúng ta đi qua một thập giá, Chúa đã đi trước chúng ta. Như thế, chúng ta leo lên thập giá để tìm Chúa Giêsu, nhưng chính Ngài đã hạ mình và đi xuống tận thập giá để tìm chúng ta và trong chúng ta, Ngài chiến thắng tăm tối của sự ác và đưa chúng ta trở lại ánh sáng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, dưới sự bảo vệ của mẹ Maria, chúng ta là những người đón chờ ban mai và biết ngắm nhìn tôn nhan đích thực của Chúa Giêsu cứu thế, tôn nhan chiếu tỏa rạng ngời trong ngày phục sinh và tái khám phá khuôn mặt trẻ trung và đẹp đẽ của giáo hội. Tôn nhan ấy chiếu tỏa sáng ngời khi có đặc tính thừa sai, niềm nở, tự do, trung thành, nghèo phương tiện nhưng giàu tình thương. Cuối thánh lễ có nghi thức thờ lạy mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha ban phép lành cho các tín hữu, đặc biệt là anh chị em bệnh nhân. Ngài cũng ngỏ lời với họ. Anh chị em thân mến, như tôi đã nói trong bài giảng, Thiên Chúa luôn luôn đi trước chúng ta. Khi chúng ta phải đi qua thập giá, Chúa đã trải qua trước rồi. Trong cuộc khổ nạn,
Người đã mang trên chính mình toàn bộ khổ đau của nhân loại chúng ta. Chúa Giêsu biết rõ ý nghĩa đau khổ là gì. Người hiểu chúng ta, an ủi chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh chịu đựng, như đã từng làm cho Thánh Francisco Marto và Thánh nữ Jacinta cùng với bao nhiêu vị thánh khác trong mọi thời đại và suốt dòng lịch sử. Tôi nghĩ đến Thánh Phêrô mang gông cùm trong ngục tù thành Jerusalem, trong khi toàn giáo hội cầu nguyện cho thánh nhân. Và Thiên Chúa đã an ủi Phêrô. Đây chính là mầu nhiệm của giáo hội. Giáo hội khẩn cầu Thiên Chúa an ủi người đau khổ như anh chị em, và người sẽ an ủi anh chị em. Cũng có thể trong âm thầm, an ủi anh chị em trong tận sâu thẳm con tim và an ủi anh chị em bằng sức mạnh củng cố. Hỡi những người khách hành hương thân mến, ngay trước mắt chúng ta là Chúa Giêsu ẩn mình nhưng hiện diện trong bí tích thánh thể. Như chúng ta đang có Chúa Giêsu trong thương tích của các anh chị em đau khổ. Trên thân xác của các anh chị em ấy, chúng ta tìm thấy các vết thương của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, Đức Trinh Nữ lặp lại với chúng ta cùng một câu mà mẹ đã hỏi các trẻ mục đồng cách đây 100 năm. Các con có muốn dâng hiến cuộc đời của các con cho Thiên Chúa không? Và câu trả lời, vâng, chúng con muốn. Giúp chúng ta hiểu và đi theo mẫu gương cuộc sống của các trẻ ấy. Một cuộc sống với bao nhiêu vui mừng và đau khổ, nhưng trong một thái độ hoàn toàn dâng hiến lên Thiên Chúa. Anh chị em bệnh nhân thân mến, hãy sống cuộc sống của anh chị em như một món quà và hãy thân thưa với Đức Mẹ như các trẻ mục đồng rằng anh chị em muốn dâng hiến chính mình với trọn con tim. Anh chị em đừng nghĩ mình là đối tượng của tình liên đới thân ái mà thôi, nhưng hãy dấn thân tham gia trọn vẹn vào cuộc sống và vào sứ mệnh của giáo hội. Sự hiện diện thầm lặng nhưng hùng hồn hơn bao giờ hết nói lên lời cầu nguyện, sự dâng hiến hằng ngày đau khổ của anh chị em để thông hiệp với những đau khổ của Chúa Kitô chịu đóng đinh để cứu chuộc thế giới. Sự kiên nhẫn chấp nhận và tất cả niềm vui trong những điều kiện sức khỏe của anh chị em là một nguồn lực tinh thần, một gia tài cho mỗi cộng đoàn Kitô. Xin anh chị em đừng bao giờ xấu hổ vì là một kho tàng quý báu của giáo hội. Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể sẽ đi qua sát bên anh chị em để nói lên sự gần gũi và tình yêu của người dành cho anh chị em. Hãy gửi gắm cho Chúa mọi đau khổ, chua xót và mệt mỏi. Giáo hội luôn cầu nguyện cho anh chị em. Thiên Chúa là Cha sẽ không bao giờ quên anh chị em. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc thánh lễ, Đức Cha Antonio Marto, giám mục giáo phận Leiria Fatima, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã tặng cho giáo phận món quà là một chén lễ và áo lễ. Thánh lễ kết thúc lúc quá 12 giờ trưa và Đức Thánh Cha đã về nhà trọ Đức Mẹ Camelo để dùng bữa trưa với các giám mục Bồ Đào Nha và đoàn tùy tùng. Lúc gần 2 giờ chiều, Đức Thánh Cha trở lại căn cứ không quân Monterreal bằng xe thường, cách Fatima 43 cây số. Tại đây có nghi thức từ giã đơn sơ với sự hiện diện của Tổng thống và 700 tín hữu. Rồi Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài. Ai là vị thánh trẻ nhất trong lịch sử giáo hội? Kính thưa quý vị thính giả, nhân chuyến viếng thăm Fatima vào dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra cho ba thiếu nhi, Đức Thánh Cha đã tuyên phong hiển thánh cho hai người trẻ nhất, Francisco và Jacinta, qua đời lúc hơn kém 10 tuổi đời. Đây có phải là những vị thánh trẻ nhất trong lịch sử giáo hội không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời. Khi nói đến các thánh trẻ, chúng ta nên xác định cho rõ thánh được hiểu theo nghĩa chặt hay là theo nghĩa rộng. Bởi vì theo một nghĩa rộng, các chân phúc hay các vị đáng kính cũng có thể coi như là thánh rồi. Một sự phân biệt khác nữa cần lưu ý là các thánh tự đạo
hay là các thánh không tự đạo. Nếu muốn kể cả các thánh tự đạo thì phải đặt các thánh anh hài ở đầu danh sách. Tiếp đến, lịch sử hội thánh còn ghi lại khá nhiều thánh trẻ tự đạo. Trong số những vị nổi tiếng hơn cả, ta có thể kể đến thánh Agnes cuối thế kỷ thứ 3, lễ kính vào ngày 21 tháng Giêng. Thánh Maria Goretti đầu thế kỷ 20, 11 tuổi, lễ kính mùng 6 tháng 7. Cái riêng các thánh tự đạo ở các nước miền Viễn Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong hàng ngũ các thánh tự đạo tại Nagasaki, Nhật Bản năm 1597 có 3 thiếu niên. Anto Nagasaki Louis Ibaraki 13 tuổi, Tomas Kosaki 15 tuổi, lễ kính mùng 6 tháng 2. Ở Hàn Quốc chúng ta có thánh Phaero Yutchekol 13 tuổi, bị giết ngày 21 tháng 10 năm 1839, lễ kính 20 tháng 9. Bên Trung Quốc, bốn cô Lucia Vương Thành 18 tuổi, Maria Phạm Hôn 16 tuổi, Maria Tề Ngọc 15 tuổi, Maria Trịnh Tự 11 tuổi. Tất cả bốn thiếu nữ đều thuộc về cô nhi viện Vương Gia La, huyện Kim Châu, trụ tự đạo vào ngày 28 tháng 6 năm 1900, lễ kính 19 tháng 7. Nên nhớ là tại Việt Nam, Andre Phú Yên lớn tuổi hơn, 18 tuổi, và mới chỉ là tân phước. Tuy rằng một thầy giảng cùng tuổi và được phong chân phước cùng ngày mùng 5 tháng 3 năm 2000, nhưng đã được phong hiển thánh ngày 21 tháng 10 năm 2012, đó là thánh Phaero Calungsod, người Philippines. Tại sao phải phân biệt giữa các vị tự đạo và các vị không tự đạo, thưa cha? Trong phụ tục phong thánh dành cho các vị không tự đạo, giáo luật đòi hỏi hai điều kiện. Một là thực hành các nhân đức tới mức độ anh hùng. Hai là phép lạ. Điều kiện thứ nhất đã từng gây khó khăn cho việc mở hồ sơ phong thánh cho các thiếu nhi. Cái khái niệm thực hành nhân đức đến mức anh hùng không chỉ đòi hỏi một công việc gì khó khăn mà thôi, nhưng còn muốn để nói tới cái tính bền bỉ của nó. Thời nào cũng có các anh hùng tí hon hoặc là thần đồng, nhưng đó chỉ là cái hiện tượng anh hùng rơm nổi lên chớp nhoáng rồi cũng sớm tắt điểm. Vì thế, giáo luật đòi hỏi để đáng gọi là thực hành nhân đức anh hùng cần phải có thời gian để chứng tỏ ý chí kiên trì, nghĩa là khoảng chừng độ 10 năm. Thế nhưng, làm sao có thể áp dụng cái tiêu chuẩn này cho các em bé dưới 15 tuổi? Bởi vì không tính từ lúc mở mắt chào đời, nhưng mà kể từ khi có ý thức về việc thực hành nhân đức. Năm 1935, Bộ Phong Thánh chính thức lên một nêu câu hỏi cho các chuyên viên thần học, luân lý, tư đức, giáo dục, giáo luật, tâm lý như thế này. Đến tuổi nào, một thiếu niên có khả năng thực hành một hành vi nhân đức anh hùng? Kết quả của cuộc nghiên cứu này được chuyển lên Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ngày 24 tháng 2 năm 1937. Nhưng mà Đức Thánh Cha không đi tới một quyết định nào dứt khoát. Phải chờ tới phiên họp khoáng đại của Bộ Phong Thánh đầu tháng 4 năm 1981, người ta mới tới được quyết định là có thể mở hồ sơ phong thánh cho các thiếu nhi đã tròn 7 tuổi. Với quyết định này, hồ sơ của hai thiếu nhi Fatima có thể tiến hành. Nói như thế, có phải là Francisco và Jacinta là hai thánh trẻ nhất trong lịch sử giáo hội không ạ? Câu trả lời là vừa có vừa không. Phải trả lời có, bởi vì đây là hai vị thánh không tự đạo trẻ tuổi nhất. Francisco Marco chưa tròn 11 tuổi, Jacinta Marto chưa tròn 10 tuổi. Nhưng mà đằng khác cũng có thể trả lời là không, bởi vì còn nhiều hồ sơ của những thiếu nhi còn trẻ tuổi hơn nhiều. Theo ngôn ngữ hiện hành của Bộ Phong Thánh, một khi đã nạp hồ sơ thì đương sự được gọi là tôi tớ Chúa. Nếu được xác nhận thực hành các nhân đức anh hùng, gọi là đáng kính. Còn chờ một phép lạ thì mới được phong chân phước. Và một phép lạ nữa để được phong hiển thánh. Theo cái bối cảnh đó, có lẽ người trẻ nhất là em Antonietta Mel, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1930 tại Roma
và qua đời ngày 3 tháng 7 năm 1937 cũng tại Roma, nghĩa là 6 tuổi rưỡi sau khi bị cắt một chân vì ung thư. Cô bé đã để lại trong nhật ký 150 lá thư, trong đó 7 bức thư viết cho mẹ, 6 bức thư cho Chúa Ba Ngôi, 106 bức thư gửi Chúa Giêsu, 17 lá thư gửi Đức Mẹ và 2 lá thư gửi Agnes, Thánh Agnes. Kế đó là cậu Gustavo Maria Bruni, sinh ngày 6 tháng 5 1903 và qua đời ngày 10 tháng 2 năm 1911, nghĩa là 7 tuổi. Cậu này gốc ở Torino, Italia. Một hồ sơ của một thiếu nữ 9 tuổi người Tây Ban Nha, Maria del Carmen González Valerio, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1930 và qua đời ngày 17 tháng 7 năm 1939 tại Madrid, đã được tuyên bố là đáng kính. Sau cùng, Nelson Santana, thiếu nhi người Brazil, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1955 và qua đời ngày 24 tháng 12 năm 1964, 9 tuổi. Những vị này đã tiến hành thủ tục phong thánh theo giáo luật. Nhưng mà có một trường hợp kỷ lục mà chắc chắn là sẽ không làm hồ sơ. Đó là bé Nellie Organ, người Ireland, qua đời ngày 2 tháng 2 năm 1908, lúc mới được 4 tuổi, 5 tháng, 8 ngày đời, nhưng mà đã kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu. Em được Đức Giáo Mục ban phép rước mình Thánh Chúa 2 tháng trước khi lìa đời. Em đã chấp nhận những đau khổ của bệnh tật để chia sẻ với cuộc khổ nạn của Chúa. Khi nghe tin này, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã xác tín hơn nữa để mà hạ tuổi đức lễ lần đầu xuống 7 tuổi thay vì 12 tuổi, với sắc lệnh Quam Singulari ngày 8 tháng 8 năm 1910 như đã nói trên đây. Thưa cha, cho đến lúc này, hai anh em Francisco và Jacinta Marto được coi là hai vị thánh trẻ nhất. Kế đó có những vị thánh trẻ nào nữa không thưa cha? Có chứ. Một vị thánh khác quen thuộc với chúng ta là Domenico Savio, đệ tử đầu tiên của Thánh Gioan Bosco, qua đời năm 1857 khi mới lên 14 tuổi. Lịch phụng vụ kín vào ngày 9 tháng 3, nhưng mà vì ngày này thường trùng vào mùa chay, cho nên đồng Sa Di riêng mừng lễ vào ngày 6 tháng 5. Nhân nói tới gia đình của Thánh Gioan Bosco, thứ trưởng cũng nên nhắc tới chân phước Laura Vicuna, sinh tại Santiago de Chile ngày 5 tháng 4 năm 1591 và qua đời ngày 22 tháng Giêng năm 1904 lúc 12 tuổi. Tuổi cao hơn chút nữa là các thánh tu sĩ gọi là tập sinh, chẳng hạn như Stanislaw Kostka, tập sinh dòng tên người Ba Lan nhưng mà qua đời tại Roma năm 1568 lúc mới 18 tuổi. Không lâu sau đó, vào năm 1591, là Louis Gonzaga, tu sĩ dòng tên qua đời lúc 23 tuổi. Trở về với cách tập sinh gần thời đại chúng ta hơn, nên nhắc tới chị Teresa de los Andes, tập sinh dòng Kín Đao Minh người Chile qua đời năm 1920 lúc 19 tuổi. Gabriel Adorata, tập sinh dòng Thương Khó Chúa Giêsu qua đời năm 1862 lúc 23 tuổi. Một tâm sinh khác cùng dòng tên là Grimando, 19 tuổi, qua đời năm 1902, nhưng mới chỉ là tân phước. Vị thánh quen thuộc nhất đối với chúng ta chắc hẳn là Teresa Hài Đồng Giêsu, qua đời năm 1897, lúc 24 tuổi. Chúng ta kết thúc danh sách này với chân phước Giorgio Frassati, một sinh viên Torino, qua đời năm 1921, cũng vào tuổi 24, và bức chân dung được treo tại lễ đài nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Cracovia. Chúng ta đã kể tên tuổi các vị thánh trẻ. Bây giờ, đi vào trường hợp cụ thể của hai vị thánh mới được tôn phong, Francisco và Jacinta. Tại sao hai thiếu nhi này được phong thánh? Có phải vì được Đức Mẹ hiện ra không, thưa cha? Đối với câu hỏi cuối cùng, có thể trả lời ngay là không. Không phải tất cả những người được Chúa hay Đức Mẹ hiện ra đều là những người thánh. Một thí dụ, người thấy Đức Mẹ hiện ra tại Lỗi Đức năm 1858 là Thánh Bernadette. Nhưng mà hai thiếu nhi được Đức Mẹ hiện ra tại La Salette năm 1846 thì không thấy hồ sơ phong thánh. Một cách tương tự như vậy,
không có hồ sơ phong thánh cho người Đức Mẹ hiện ra ở Banner bên Bỉ năm 1933. Trở về với trường hợp chúng ta đang bàn, nên biết là nguồn tài liệu về anh em Francisco và Jacinta là do chị Lucia cung cấp. Chúng ta biết rằng Francisco là một cậu bé hiền từ và nhẫn nhục. Khi chê đùa với chúng bạn, em chấp nhận chịu thua hoặc là chịu để ăn hiếp. Em bé chẳng tha thiết gì với mấy chuyện lặt vặt. Em thích thinh lặng và cầu nguyện, sẵn sàng hy sinh hãm mình. Khi Lucia đến tuổi đi học, Francisco nói với người chị họ: chị được đến trường học, còn em chỉ thích tới nhà thờ để cầu nguyện. Chừng nào đi học về, chị tới gọi em nhé. Khi được hỏi em làm gì ở nhà thờ, em thưa: em nhìn Chúa và Chúa nhìn em. Francisco cảm thấy sứ mạng của mình là an ủi Chúa Giêsu và mẹ Maria. Còn Jacinto nhỏ hơn anh 21 tháng. Tính tình em vui tươi, nhí nhảnh hơn. Em thích nhảy múa, thích thi ca. Tuy nhiên, sau khi được thấy Đức Mẹ, em đã thay đổi hẳn. Em trở nên nghiêm trang, từ tốn, sẵn sàng chịu đau khổ. Bên cạnh các hãm mình tự nguyện, cả hai anh em đều mắc bệnh đại dịch cúm ngày 23 tháng 2 năm 1918, nghĩa là 14 tháng sau khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng. Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919. Còn Jacinta sống thêm 10 tháng nữa và qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920. Nỗi khổ của em gia tăng khi em buộc phải xa làng xóm, xa thân thuộc để đến bệnh viện Lisbona để điều trị. Em tình nguyện dâng những đau khổ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các người tội lỗi được an năn trở lại. Hồ sơ phong thánh bắt đầu với các cuộc điều tra từ năm 1945 và kết thúc năm 1979. Ngày 15 tháng 2 năm 1988, các em được nhìn nhận là thực hiện các nhân đức một cách anh hùng. Có những vụ án này, người ta xác định là ý nghĩa của các thuật ngữ anh hùng. Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi các em phải thực hiện các nhân đức như là những người lớn tuổi. Tuy vậy, trong mỗi trường hợp, cần phải cứu xét bản thân của đương sự, tuổi tác, phái tính, khung cảnh xã hội, cách thức đáp lại ơn thánh Chúa ban. Cụ thể là kể từ khi sau khi được thấy Đức Mẹ hiện ra, hai em đã dành trọn cả cuộc sống theo thánh ý Chúa, góp phần vào việc cứu rỗi nhân loại, vào việc cầu nguyện và đền tội. Dù sao, chúng ta cũng đừng nên quên rằng việc nên thánh là ân huệ của Thiên Chúa. Chúa muốn dùng các em bé như tấm gương thúc giục chúng ta nên thánh, cũng như nhắc nhở rằng tất cả mọi người đều được mời gọi góp phần vào việc cứu rỗi nhân loại. Nhờ tâm hồn trong trắng, các em có khả năng chuyển cầu cho thế giới, trong đó có cả chúng ta nữa. Qua các em bé này, Thiên Chúa bày tỏ tình cha âu yếm của Ngài đối với chúng ta. Cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.